Ông đã bực, nghĩa là đã đủ thứ công chuyện, có gọi là mệt mỏi quá rồi, mà hôm nay đáng lẽ là không không thể mà thức sớm để tại vì chuẩn bị về, mà ông đã được con được cái yêu cầu của ông sẽ bỏ hết cái mệt mỏi mà giảng bài pháp hôm nay rất là quý cho con, mà ông cũng là vui là tại vì đã giảng được cho những người đang nghe được, rất cảm ơn. Đáng lẽ là ông phải nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi chứ. Ủa, lúc đó mày lại Phật là chụp cái gì Dạ không có.